Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình Thiên thần bóng tối, tác giả Chi Chan, diễn đọc Bi. Tập 10, chương 41. Vị bác sĩ đóng hộp đồ nghề, quay sang nói với Trấn Khang: "Chỉ là một vết bỏng nhẹ, cậu có thể yên tâm." "Vậy có để lại sẹo không?" "Chỉ cần bôi thuốc tôi kê, 1 tháng chắc chắn là khỏi hoàn toàn." "Tốt, đi ra ngoài đi, quản lý của tôi sẽ thanh toán tiền." "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu chủ." Vị bác sĩ đi rồi, Trấn Khang bước vào phòng ngủ. "Giờ là lúc em nằm nghỉ ngơi, chứ không phải là ngồi chơi mấy cái hình đấy." Hải Băng đang ngồi ở dưới sàn chơi xếp hình, một bên cánh tay đã được băng kín mít. "Có còn rát không?" "Vốn có rát đâu." Hải Băng lơ đễnh, cô còn đang bận chơi xếp hình. "Lại nữa, rốt cuộc em là cái loại người gì vậy?" Quản lý của Trấn Khang bước vào phòng nhìn Hải Băng: "Cậu chủ, cô ấy như thế nào rồi?" "Đấy, thản nhiên như là không có chuyện gì xảy ra ấy." Shipley cũng thấy Hải Băng không bình thường, giống như Yến Chi và quản lý của Phong. Một người bị bỏng làm sao lại có thể thản nhiên đến như vậy? "Cậu chủ, vụ Da Vinci xong rồi ạ?" "Ta biết, nếu cha không có tên trong danh sách gặp mặt, ông ấy lại chả làm ầm lên." "Dạ, cô chủ mới chắc chắn sẽ nghi ngờ và tìm hiểu được hệ thống an ninh nhanh thôi." "Đó là việc của thằng hai, dù sao cũng tiếc thật, chưa thử qua đã để cho cô ta thành em dâu. Thằng hai đúng là đủ có phúc mà không biết hưởng." "Cậu chủ, biết rồi, nhiều lời." Trấn Khang giật mình vì nghe giọng nói êm du quen thuộc gọi tên mình. "Trấn Khang." Hải Băng gọi lại một lần nữa, cô đang lúi húi nhìn xuống gầm giường. "Cô không được gọi tên cậu chủ như thế." Tay quản lý nhắc nhở. "Không sao, ta đố người làm cô ấy gọi ta một tiếng Anh đấy." Trấn Khang đứng dậy, tiến lại chỗ Hải Băng. "Sao vậy, người đẹp?" Hải Băng chỉ tay xuống gầm giường. Trấn Khang cúi xuống nhìn vào, một mảnh ghép nằm im lìm như trêu ngươi người khác. "Thiếu một hình thì có chết ai?" Hải Băng lắc đầu. "Được rồi, ta sẽ mua cho em bộ mới." Lại lắc đầu. "Thế thì ta gọi giúp việc đến khều nó ra, được chưa?" Lắc đầu tiếp. Trấn Khang nhăn nhó. Được thì ta lấy, ta sẽ chui vào lấy nó." Hải Băng gật như một cái máy. Trấn Khang khổ sở thò đầu vào. Tay quản lý suýt phì cười khi nhìn thấy cảnh ấy, vội rảo bước ra ngoài. "Thề với em là ta cố hết xăng rồi đấy." Trấn Khang chui đầu ra. "Không với tới vượt được, để ta mua cho bộ khác." Hải Băng nhìn Trấn Khang như nhìn sinh vật lạ. "Em sao thế, sao đều rồi à?" Hải Băng giơ tay gỡ vài tơ mạng nhện trên đầu Trấn Khang xuống. "Ủi mẹ ơi." Trấn Khang há hốc miệng, vội phi vào buồng tắm, dùng hai tay phủi đầu lia lịa. Yến Chi gặp quản lý của Phong ở trên hành lang. "Là người thân cận với anh Phong nhất, chắc cậu hiểu anh ấy rất rõ." "Dạ, cô chủ cần biết gì sao?" "Nếu đã gọi tôi là cô chủ, mong cậu không giấu tôi điều gì. Khu biệt thự này có một hệ thống an ninh vô cùng phức tạp, và anh Phong là người quản lý tất cả." Tay quản lý hơi lưỡng lự rồi cũng gật đầu. "Phải, cậu chủ không chỉ quản lý mà là còn một tay thiết kế và cho xây dựng. Có một lớp bức xạ bao quanh khu biệt thự khiến các loại sóng từ không thể lọt vào." "Dạ, không ngạc nhiên khi thấy cô chủ phát hiện ra điều này, vì không thể dùng di động, tivi hay internet ở đây, chỉ trừ đồ của ba ông chủ, ba cậu chủ và quản lý như tôi. Điều đó ngăn chặn sự liên lạc từ trong ra ngoài và ngược lại. Tất cả máy tính, thu hình, nghe lén đều không thể đột nhập." "Dạ phải, nhưng cô chủ được tự do đi lại nên tôi vẫn phải nói trước. Cô sẽ không tìm hiểu được bất cứ điều gì đâu." "Chẳng hạn như điều gì?" "Để tôi đoán, là những căn phòng kín ở cuối khu biệt thự được trang bị hệ thống an ninh GPA cao cấp chăng?" "Dù cô có biết thì cũng khó mà đột nhập vào đó để tìm hiểu thông tin cho cha mình đâu." "Ồ, tôi không có ý định đó. Laptop của anh Phong tôi còn chưa biết cách nào sử dụng được cơ mà. Còn thêm hệ thống camera chẳng chỉ thế này nữa. Hôm ở party tôi đã được nghe qua, có cô điệp viên đột nhập vào đây, nhưng chỉ vừa mới sờ vào bảng mã hóa thì tất cả quản lý và cậu chủ nhà này đã nhận được tin rồi." "Dạ vâng, cô chủ biết vậy là tốt." Nhưng nhớ đến cái party hôm đó, tôi lại nhớ đến cái sự cố mà mọi người đều cho là động đất đấy. Dạ khi đó cô vẫn chưa trở thành cô chủ, nên tôi xin phép từ chối trả lời vấn đề này. Tay quản lý quay đi. Cậu càng trốn tránh, mối nghi ngờ trong lòng tôi càng được khẳng định. Chồng tôi không chỉ sở hữu một bộ óc thiên tài mà còn là một con người đặc biệt. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi thì nghĩ cậu hiểu rất rõ đấy. Nhưng được rồi, tôi không định gán cho cậu cái tội phản trắc đâu. Chuyện anh Phong tôi sẽ tự đi tìm hiểu. Vâng, vậy tôi xin cáo lui. Khoan, còn một vấn đề nữa. Người tình của anh Khang... Tay quản lý khẽ mỉm cười. Tôi hiểu cô chủ lo sợ điều gì. Không, tôi không có ý đó. Tôi tự tin vào bản thân mình mà. Nhưng chuyện sáng nay, lúc cô ta bị mỏng, thái độ đó cậu không thấy lạ sao? Cô chủ quả nhiên là tinh ý và thông minh. Nhưng nếu cô chủ đã không lo cho cô ta tiếp cận cậu chủ thì không nên quan tâm đến con người không đơn giản đó làm gì. Hiểu rồi, cậu có thể đi đi. 10 giờ đêm, trong phòng tắm cứ để vòi hoa sen chảy xuống người. Yến Chi mải mê suy nghĩ về Trấn Phong và Hải Băng. Cô vẫn biết biệt thự này có nhiều điều bí mật mình chưa biết. Chợt Yến Chi tắt vòi sen, vuốt ngược hết tóc ra sau, nhìn vào gương. Mày không có nhiệm vụ điều tra thông tin cho ai cả. Hoàng Yến Chi, mày đến đây để làm vợ anh Phong. Nhiệm vụ trước mắt là phải làm cho chồng mày để ý đến mày, hiểu chưa? Yến Chi bước vào phòng ngủ, vẫn bộ sa tanh mỏng, mùi nước hoa dịu dịu dễ chịu. Nhưng Trấn Phong không ở trong phòng ngủ. Yến Chi ra ngoài phòng khách. Trấn Phong đang ngồi trên thành cửa sổ nghe nhạc, đầu dựa vào tường, trông như đã ngủ. Thấy bức tranh sơn dầu. Giây phút đầu gặp Trấn Phong, Yến Chi thấy tim mình đang đập rộn ràng. Yến Chi định chạm vào Trấn Phong, nhưng sợ anh sẽ tỉnh ngủ nên thôi. Cô ngồi đó nhìn Trấn Phong thật lâu. Em thật sự yêu anh mất rồi. Em muốn anh là của em, muốn anh ở bên em mãi mãi. Tha cho anh tối nay nữa thôi, nhưng anh phải nhớ em là vợ anh đấy, chồng của em mà. Yến Chi tiến lại bên gần cái thành cửa sổ, khẽ nhón chân đặt lên môi của Trấn Phong thật nhẹ rồi quay người vào phòng ngủ. Trấn Phong từ từ mở mắt. Trong vô thức, tâm trí của anh hiện lên hình ảnh người con gái tóc dài, đôi mắt màu nâu trong veo màu khói. Người con gái thật sự khiến Trấn Phong thay đổi, khiến cơn giận dữ điên loạn của anh lắng xuống, khiến cho anh dễ dàng chấp nhận việc kẻ khác chạm vào mình hơn, khiến anh nói ra những từ đầu tiên sau 10 năm, quên mất cách mở lời, và khiến cho trái tim băng giá vô tình lần đầu tiên phải rung động là người con gái đó không ai khác. Hình ảnh ấy chợt tan biến khi Trấn Phong nhận ra xung quanh mình không khí vương mùi nước hoa nhẹ nhẹ của Yến Chi. Quản lý của Trấn Phong đứng trước cửa phòng của Trấn Nam. Từ khi Trấn Nam mất, nó bị khóa lại. Cẩn trọng ấn từng con số trên bảng mật mã. Cánh cửa phòng 103 tự động bật mở. Tay quản lý bước vào. Trong khu biệt thự, ngoài Trấn Phong, tay quản lý này là người duy nhất hiểu rõ hệ thống an ninh như lòng bàn tay. Nếu còn sống, cậu ba sẽ là một bác sĩ xuất sắc. Vậy trong thời gian dài sống cùng cô ta, cậu ba không thể nào không phát hiện ra điều gì bất thường. Tay quản lý bước vào phòng đọc, nơi có những kệ sách chật cứng và ngăn nắp. Hắn bước chậm rãi qua từng chiếc kệ dài, mắt liếc qua từng gáy sách. Yêu cô ta như vậy, cậu ba chắc chắn phải tìm hiểu được rất nhiều thông tin. Vừa dứt lời, tay quản lý dừng lại. Trước mắt hắn, trên giá sách cao nhất có một cuốn sách rất dày, gáy nhô ra ngoài nhiều hơn tất cả những quyển khác. Những căn bệnh hiếm gặp nhất thế giới. Kéo nhẹ cuốn sách, tay quản lý khẽ mỉm cười. Cảm ơn cậu ba đã để lại lối mòn cho tôi. Tay của hắn bây giờ lật nhanh những trang sách đầu tiên. Hắn phát hiện ra một trang được đánh dấu. Chương 4, căn bệnh mất cảm giác Smith-Agen. 8 giờ sáng, Trấn Khang vừa đi đâu đó về, vào phòng với một chiếc hộp to, dài nhưng dẹp ở trên tay. Người đẹp, xem ta mang gì về cho em đây. Anh đặt chiếc hộp lên trên bàn, quay lại nhìn Hải Băng. Cô đang ngồi trước bộ ghép hình vừa hoàn tất, chỉ thiếu một mảnh ngay chính giữa. Cô nghiêng đầu nhìn. Chà, xong rồi cơ à? Ta không có hứng thú với trò chơi giết thời gian này. Nếu mà làm chắc phải cả tháng mới xong. Trấn Khang lại gần chỗ Hải Băng, ngồi xuống, gõ nhẹ lên trán của Hải Băng. IQ của em không bình thường đâu. Bao nhiêu nhỉ? 3 ngày mà em làm xong công việc ta phải mất cả tháng. Hải Băng quay lại nhìn Trấn Khang vẻ rừng rưng. Không hoàn hảo. Trấn Khang hiểu cô đang nói về mảnh ghép đã bay vào gầm giường. Được rồi, trên đời này làm gì có cái gì gọi là hoàn hảo đâu. Ta vừa mua cho em một bộ mới, to gấp đôi bộ này đấy, em ra xem thử. Trong phòng ngủ, đèn thắp trên 4 bức tường lớn, trải đều ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp khắp gian phòng. Yến Chi nằm cành xuống giường, úp mặt vào gối. Anh ấy lại mất tích rồi. Cô quay mặt sang bên, áp má lên gối. Mẹ, con gái bất hiếu, chẳng thể đi thăm mẹ để báo về việc con đã lấy chồng. Con không quên đâu, hôm nay là sinh nhật mẹ mà. Cô lăn một vòng ở trên giường, lim dim mắt, chợt cô thấy một góc giấy lộ ra dưới mép gối. Yến Chi đưa tay lôi nó ra, không phải là giấy mà là một tấm ảnh. Cô bất giác bật dậy, căng mắt nhìn vào khuôn mặt trong hình, là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, rất hiền và rất đẹp. Trông giống anh Phong, không lẽ là mẹ? Yến Chi cúi đầu, tươi cười nói: "Con chào mẹ, con là vợ anh Phong ạ. Hình như mẹ mất khi anh Phong còn nhỏ. Anh Phong hẳn phải yêu mẹ lắm nên mới giữ hình mẹ ở bên như thế. Mẹ, cho con gọi mẹ là mẹ, con muốn có một người để gọi là mẹ lắm, mẹ ạ." Yến Chi bỗng ngẩng đầu, Trấn Phong đang đứng ngay cạnh giường, anh nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo pha lẫn tia nhìn chết chóc. Anh đã thấy Yến Chi đang cầm thứ gì. "Anh, em..." Trấn Phong đưa tay giật lại tấm hình trên tay của cô, anh cố kiềm chế cơn giận đang muốn bốc lên. Yến Chi cúi mặt, thấy sợ, sống lưng ớn lạnh. Cô biết Trấn Phong đang rất giận nhưng lại không biết phải xin lỗi như thế nào. Trấn Phong siết chặt tay, nuốt cơn giận xuống, quay người bước đi. "Đừng đi, em xin lỗi, em chỉ vô tình thấy nó." Trấn Phong vẫn không dừng bước. "Em rất vui khi nhìn thấy mẹ anh, em chỉ muốn gọi một tiếng mẹ thôi, em không có người để gọi mẹ. Mẹ anh đẹp lắm." Trấn Phong chợt bước chậm lại. "Mẹ em mất từ khi em còn chưa biết nói, em thậm chí còn chẳng nhớ được khuôn mặt của bà ấy, giống như em chưa từng được gặp mẹ mình vậy. Em xin lỗi, em chỉ muốn gọi mẹ thôi, em xin lỗi." Trấn Phong sững lại khi nghe thấy Yến Chi khóc, cô đưa tay gạt những giọt nước mắt chảy dài. "Anh Phong không còn mẹ, chắc cũng hiểu được cảm giác của em. Anh Phong cô đơn lắm phải không?" Cô bước xuống giường, tiến lại gần Trấn Phong. "Trái tim anh trở nên vô tình như vậy, có phải vì nỗi cô đơn quá lớn không?" Trái tim của Phong chợt xè lại, hai bàn tay nắm chặt. "Anh đừng giận em, vừa nhìn thấy mẹ anh, em bỗng cảm giác rất thân thiết, giống như nhìn thấy mẹ mình vậy. Mẹ anh cũng là mẹ em, có được không? Em cũng gọi bà ấy là mẹ, được không?" Một khoảng im lặng, Yến Chi lúng túng không biết nói gì. Bỗng: "Tùy cô." Trái tim của Yến Chi sững lại, Phong bước ra đến cửa. Giọng nói ấy không đáng sợ nhưng có âm vực thật trầm và sắc. Yến Chi như không tin vào tai mình. Anh ấy vừa nói chuyện với mình sao? Buổi trưa, Yến Chi xách mấy túi đồ lớn vào phòng, đặt lên bàn kính. Cô phủi tay. "Em quên chưa nói, hôm nay là sinh nhật mẹ em. Bà ấy đang ở một vùng cỏ xanh gì thơm ngát ở phía Bắc cơ. Em muốn phải đi thăm thì phải mất mấy giờ bay liền, nên ít khi có thời gian đến. Em chúc mừng sinh nhật bà ấy ở đây. Anh cùng em..." Yến Chi quay lại, nhận ra Trấn Phong đang ngồi dưới bệ cửa sổ, dựa vào tường, laptop đặt bên cạnh. Trông anh như đã ngủ. Yến Chi rón rén lại gần ngồi xuống. "Đôi mắt của anh chỉ có thần thái khiến người khác cảm thấy sợ thôi. Lúc anh ngủ trông hiền lắm, có biết không? Chồng em đẹp thật, mi dày này, mũi cao này." Yến Chi vuốt khẽ mấy sợi tóc xòa trên mắt Phong, sợ anh tỉnh giấc. Không ngờ Phong tỉnh thật. Anh mở mắt. Yến Chi đang ở cự ly gần, rất gần. Cô bối rối nhìn sang chỗ khác, má ửng hồng. Em chỉ định lau mồ hôi cho anh thôi." Cô đưa tay áo quẹt nhẹ lên trán Trấn Phong. Những cử chỉ dịu dàng và quan tâm ấy cho Phong một cảm giác kỳ lạ. Không khí phảng phất mùi nước hoa, nhưng Phong thấy dễ chịu hơn nhiều so với cảm nhận đầu tiên. 10 giờ đêm, công việc trong ngày đã xong, đám giúp việc lần lượt trở về phòng ngủ. Thụy An về phòng dành riêng cho quản gia, vứt chiếc khăn tắm trên bàn. Anh thả mình xuống giường. "Điên thật, cô chủ đó không nhận ra mối nguy hiểm đang cận kề ngay bên cạnh sao? Lại còn tự tin sẽ giữ được chồng, thật là quá ngây thơ. Dù con nhỏ kia không quyến rũ cậu hai thì cô cũng không bao giờ có được tình cảm của cậu ấy đâu. Cô tưởng không có sự giúp sức của cô, tôi sẽ không thực hiện kế hoạch của mình chắc." Thụy An quay vài vòng ở trên giường. "Phải, cách trả thù tốt nhất đương nhiên là không thể do tự tay mình làm. Chị Kiều Như, đừng có trách em, có trách thì trách đầu óc chị quá là tầm thường. Chị chống mắt lên mà xem em xử lý con danh đó như thế nào." 11 giờ đêm, Trấn Phong bước vào phòng ngủ. Anh vừa từ phòng thí nghiệm về. Yến Chi sau một hồi chờ đợi đầy mỏi mệt đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trấn Phong dừng chân nhìn Yến Chi. Cô đang ngồi dựa vào thành giường, hai tay ôm gối, đầu ngả vào nệm ngủ ngon lành, dù tư thế không thoải mái cho lắm. Từ khi Yến Chi về sống cùng, ngủ trên chiếc giường này, Trấn Phong chưa một lần leo lên giường để ngủ. Anh quay người định ra ngoài phòng khách. Dù sao đối với anh, ngủ dưới bệ cửa sổ trong màn đêm vẫn dễ chịu hơn. Nhưng anh dừng chân quay đầu nhìn Yến Chi một lần nữa. Anh không ngờ một cô gái ở bên ngoài lăng động hoạt bát như Yến Chi lại chất chứa trong lòng nhiều tâm sự đến như vậy. Ít ra anh cũng tìm thấy ở cô một sự đồng cảm hạn hữu. Trấn Phong bước lại, lấy áo khoác đắp cho Yến Chi. Có vẻ anh đã bắt đầu học cách quan tâm đến người khác. 6 giờ sáng, Yến Chi thức giấc, cảm thấy cổ hơi đau vì cả đêm nằm ngủ trong tư thế không thoải mái. Lại ngủ quên nữa, có ai mới lấy chồng mà như mình không cơ chứ? Cô ngạc nhiên khi nhận ra mình đang choàng một cái áo khoác của Trấn Phong. Yến Chi tỉnh hẳn, lôi chiếc áo khoác nhìn ngang nhìn dọc. Đúng là áo khoác của Trấn Phong. Cô nuốt khan, chỉ có một lý do duy nhất để áo của Trấn Phong nằm trên người của Yến Chi. Phong đã tự mình đắp cho cô. Yến Chi bật cười, trông thật ngốc. Chương 42. Em thích khẩu súng trong đó sao? Trấn Khang vùi điếu thuốc sắp cháy hết vào gạt tàn, quay ra nhìn Hải Băng. Cô đang đứng yên nghiêng đầu nhìn khẩu K300 đặt trên cái giá bằng thạch anh ở trên bàn. Thứ đó nguy hiểm lắm, không phải là đồ chơi đâu. Chỉ vài giây, Trấn Khang đã tiến đến chỗ Hải Băng. Một bàn tay đưa lên nhẹ nhàng mơn trên đường eo mềm mại trên vải lụa, đầu cúi xuống áp môi sát vào những lọn tóc mềm. Trấn Khang rất rõ mùi hương trên tóc và trên cơ thể của Hải Băng quyến rũ anh tới mức nào. Em không biết tự lo lắng cho bản thân sao? Vào phòng của ta, bôi thuốc cho nào. Ta không chấp nhận cơ thể em có khiếm khuyết nào đâu. Giờ những ngón tay của Trấn Khang lại đang xòe lên bên cạnh xung quanh vùng cánh tay bị bỏng. Nó đang dần khôi phục. Chợt Hải Băng quay đầu, thấy đầu óc chóng vánh. Trước mắt cô mọi thứ đang xoay vòng vòng. Cô nhắm mắt, mở ra vẫn thấy choáng, liền khẽ lắc đầu. Em làm sao vậy? Trấn Khang kéo Hải Băng quay lại nhìn mình. Em thấy khó chịu ở chỗ nào à? Hải Băng vẫn lắc đầu, mắt nhắm nghiền. Cô không biết tại sao lại có cảm giác này. Cô bất giác chúi đầu về phía trước, dựa đầu vào ngực trái của Trấn Phong. Giờ có lẽ đã đỡ hơn. Em ổn chứ? Sao không nói gì? Thấy Trấn Khang lo lắng, nhưng anh vẫn cứ muốn để Hải Băng dựa vào người mình như vậy. Không sao. Hải Băng cất lời khi thấy cơ thể trở lại trạng thái bình thường. Này, em nghe thấy nhịp tim của ta không? Nó đang đập nhanh hơn bình thường. Dù chuyện gì xảy ra, hãy cứ dựa vào ta như thế này. Chỉ ta thôi. Hải Băng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình bất bình thường. Có phải từ lần uống nhiều Kilico một lúc ở dưới căn hầm đó hay không? Trấn Khang không nhận ra những thay đổi của chính mình. Rõ ràng anh ở bên người con gái ấy đã khá lâu. Mỗi lần nhìn, mỗi lần ôm, mỗi lần chạm vào làn môi mềm, anh vẫn cảm giác bị lôi cuốn lạ lùng. Trấn Khang đã hàng chục lần ngủ cùng Hải Băng, nhưng chưa một lần nào thực sự làm gì. Không hẳn vì ham muốn đã giảm, mà có lẽ vì anh không muốn nhìn thấy ánh mắt vô cảm ấy một lần nữa khi anh chiếm đoạt. Anh đang chờ đến khi Hải Băng chấp nhận. Đôi khi dục vọng và tình yêu là khoảng cách của một đường biên mong manh. Ta bước qua lúc nào không hay. Trấn Khang ra khỏi phòng. Trên hành lang chạm mặt cô quản gia. Cuộc chạm mặt có sắp đặt. Người con gái của cậu chủ vết thương như thế nào rồi? Ta không biết cô thích quan tâm cô ấy từ lúc nào đấy. Hình như cậu chủ hiểu nhầm rồi ạ. Chị Kiều Như với đám giúp việc mới không ưa nhỏ đó. Còn em với nhỏ thì lại rất thân ạ. À, ra vậy. Đương nhiên em cũng biết từ khi nhỏ đó về đây đã có nhiều thay đổi như thế nào. Như cậu Trấn Nam và giờ là cả cậu nữa. Ý cô là gì? Trấn Khang đang chờ xem chỉ cần một từ Thụy An động chạm tới Hải Băng, anh sẽ cho cô đi đời luôn, cô quản gia thứ hai. Nhưng Thụy An thì không có ý định vạch mặt cô bạn thân trước mặt của Trấn Khang. Thì lâu rồi cậu chủ không đưa gái về nhà. Trước đây chuyện đó hẳn như cơm bữa. Nếu cô chưa chán một con búp bê xinh xắn, cô sẽ không nghĩ tới chuyện mua một con khác đâu. Nhưng hình như con búp bê xinh đẹp ấy không hề coi cậu là chủ. Cô nói gì? Chẳng phải là cậu chủ là người rõ nhất sao? Nhỏ đó chưa từng phục tùng cậu chủ dù chỉ một giây. Cả cậu Lâm Trấn Khang mà em quen biết, dù làm việc gì, dù ở cạnh ai, vẫn là kẻ cầm quyền buộc tất cả phải cúi đầu. Trấn Khang cau mày. Phải, đó là con người của anh. Vậy mà trước một người con gái đẹp, cậu không thể chiếm đoạt, không thể bắt cô ta phục tùng. Thói quen cầm quyền của một vị vua đâu rồi? Thụy An chú mục vào Trấn Khang. Anh có vẻ ngạc nhiên suy nghĩ. Cô là cái gì mà dám phán xét ta? Dù vẫn tỏ thái độ cộc cằn, nhưng Thụy An biết những lời khiêu khích của mình đã ảnh hưởng đến Trấn Khang như thế nào. Em không dám thưa cậu chủ, chỉ là em thấy con nhỏ đó coi cậu cũng y như là cậu Trấn Nam thôi. Thụy An hạ giọng thật nhẹ rồi quay người đi, không quên cúi đầu chào. Cô muốn thử xem những lời mà mình nói có tác dụng như thế nào, đâm trực tiếp một mũi giáo vào lòng tự tôn của Trấn Khang. Thụy An nghĩ là một đòn hiệu quả. Để xem cô còn cao ngạo được bao lâu, bạn thân. Thụy An chợt nở nụ cười. 10 giờ đêm tại phòng 102, Yến Chi đứng ở trước gương xăm soi từng đường nét trên khuôn mặt mình. Không tệ, giá mà mắt to hơn một chút, hay là đi phẫu thuật? Không được, đẹp tự nhiên là nhất. Yến Chi ngoảnh mặt đi, nhìn cận cảnh dễ thấy khuyết điểm. Cô chợt sững lại, vừa ngó thấy gầm giường ngủ phía dưới ló ra thứ gì đó. Cô bước xuống, cúi xuống nâng tấm ga lên, là một cái dương thì phải. Cô kéo ra hơi nặng, nhưng nó giống như một cái hộp lớn hơn, trắng toát, không có một dấu hiệu con chữ hay nhãn mác gì. Tò mò, cô đẩy cái then cài, từ từ mở nắp hộp. Hàng trăm chiếc hộp nhỏ trong suốt đựng đầy những viên thuốc trắng bé xíu, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp ở bên trong. Yến Chi vẫn tò mò lôi một hộp lên xem. Thuốc chưa đóng nhãn sao? Trông lạ thật. Yến Chi bật nắp hộp, những viên thuốc dịch chuyển lọc sọc. Cô từ từ đưa hộp lên gần mũi, một cách không ý thức cô hít một hơi dài. Bộp một tiếng, chiếc hộp đột ngột rơi xuống đất, hàng chục viên màu trắng lăn tung tóe. Những ngón tay của Yến Chi vẫn run lên, cô đứng bật dậy thở gấp gáp như cần lấy lại không khí trong lành. Là Kilico. Yến Chi ngoảnh mặt nhìn vào phòng tắm sáng đèn, tiếng nước vẫn chảy xối xả, không tự chủ được, cô lao đến cánh cửa phòng tắm. Ấn ra cửa để mở, Yến Chi mở cửa vội bước vào. Nước làm bắn lên quần áo của Yến Chi, cô thấy Trấn Phong đứng dưới vòi sen, nước chảy xối xả xuống đầu, xuống cánh tay rắn chắc đang chống lên tường. Anh cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần jean. Yến Chi nhìn xuống sàn gạch, áo sơ mi nằm ướt sũng một chỗ, xăng tua đen ở một chỗ, và gần đó có một chiếc hộp trong suốt đang lăn lóc rỗng không. Yến Chi cứ đứng chần chần nhìn cái vỏ hộp ấy, không để ý Trấn Phong đang quay đầu nhìn cô, ánh mắt sắc như dao. Anh có biết thứ này nguy hiểm như thế nào không? Cô ngước nhìn Trấn Phong. Anh đã dùng nó từ lúc nào? Hả? Từ lúc nào? Hả? Giọng của Yến Chi bỗng gắt lên. Trấn Phong vẫn nhìn Yến Chi bằng đôi mắt lạnh lùng. Bất giác anh quay người, bước ra khỏi vùng nước xối xả từ vòi sen. Nước vẫn chảy mạnh làm sủi bọt dưới sàn đá. Còn Trấn Phong thì đang tiến lại chỗ cô. Yến Chi nhìn vào mắt anh, thấy ớn lạnh sống lưng. Cô lùi lại vài bước và dựa vào cánh cửa phòng tắm. Trấn Phong đã đứng ngay trước mặt cô, mắt vẫn chú mục vào Yến Chi, và hai bàn tay rắn như thép chống lên cửa kẹp cô ở giữa. Cô co rúm người lại, nỗi sợ hãi bủa vây. Trước mặt là bộ ngực rộng và vạm vỡ như sắp ôm ghì lấy cơ thể của cô mà bóp chết. Cô nút khan mấy lần, nhưng Trấn Phong vẫn không hề có ý định chạm vào. Anh từ từ cúi xuống ghé tới gần tai của Yến Chi. Một giọng nói âm vực trầm và đáng sợ vang lên, đủ cho Yến Chi nghe được. Đừng quan tâm chuyện của tôi. Yến Chi trái tim dường như nghẹt thở, cô hơi cúi đầu. Một khoảng lặng, chỉ còn nghe tiếng nước vẫn xối xả dưới sàn, và bất chợt hai cánh tay của Trấn Phong buông xuống. Khi hòa tan cùng tiếng nước ấy, tiếng nấc lên từng đợt nhẹ nhẹ. Tiếng nấc của người con gái trước mặt anh, một nỗi giận dữ đã lắng xuống. Bàn tay của Trấn Phong từ từ đưa lên để ngửa, đầu ngón tay chạm nhẹ vào một chiếc khuy áo của Yến Chi. Trấn Phong đưa tầm mắt, trên lòng bàn tay của anh những giọt nước mắt trong veo cứ rớt đều đều, nóng hổi và có lẽ là mặn, là nước mắt. Khuôn mặt của Yến Chi ngước lên nhìn Trấn Phong, đôi mắt nhòe ướt. Bởi vì không ai được quan tâm sao? Bởi vì không được yêu thương và sống như một con người bình thường sao? Nên anh tự hành hạ bản thân mình, khiến trái tim của anh trở thành sắt đá, biến mình thành kẻ cô độc. Anh cũng là con người mà, trái tim cũng biết yêu thương và muốn được yêu thương cơ mà. Anh đang sống chứ đâu phải là chỉ tồn tại. Giọng của Yến Chi càng lúc càng nghẹn lại, và nước mắt cứ chảy miết. Đến lúc không thể chịu thêm, cô vừa khóc vừa nấc lên, vừa lấy tay dụi mắt. Tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh tự hành hạ mình như vậy? Tại sao phải làm vậy? Trấn Phong quay mặt, trái tim xe lại. Người con gái trước mặt đang khóc vì anh, vì những đau đớn và nỗi cô đơn mà anh phải chịu. Là lần đầu tiên Trấn Phong biết rằng mình được yêu thương. Bảy giờ sáng, Yến Chi cùng Trấn Phong đi trên hành lang dài dẫn sang khu A. Trấn Phong vẫn im lặng như mọi ngày, còn Yến Chi không hiểu sao không mở miệng nổi, cũng không thể ôm tay Trấn Phong thân mật như mọi ngày. Là cô kéo Trấn Phong đi ăn sáng cùng, nhưng suốt dọc đường cứ nghĩ tới chuyện tối hôm qua cô khóc sướt mướt nức nở trước mặt của anh thì cô thấy bối rối vô cùng. Tay cô chỉ suýt chút nữa là chạm đến tay của Phong. Cô liếc mắt nhìn, Phong vẫn bước và nhìn thẳng bằng ánh mắt lạnh lùng. Sao đây? Hay cứ nắm tay anh ấy rồi huyên thuyên như mọi khi? Sao khó như vậy? Nhưng mình thèm chạm vào anh ấy. Yến Chi chỉ cứ nghĩ miên man mà không chú ý, bước chân quành sang một hành lang khác. Có tiếng kêu ở phía trước. Yến Chi ngẩng mặt thì thấy cô giúp việc đang lao về phía mình, tay bê một chậu nước đầy. Có lẽ đã thấy Yến Chi từ hành lang khác quành sang, nhưng cô ta cứ theo quán tính mà lao đến. Yến Chi sững người, chờ một giây nữa cả chậu nước sẽ đổ ập vào mình thì một bàn tay cô túm lấy tay cô kéo mạnh sang một bên. Yến Chi chẳng hiểu gì, chỉ thấy giờ mình đang dựa vào người của Trấn Phong. Cô giúp việc phanh lại được, may mà không va vào Yến Chi. Cô ta mất đà chúi người, làm chậu nước đổ một nửa xuống sàn. Cô ta lập tức quay lại định giải thích với cô chủ, nhưng đã há hốc miệng trước khi kịp nói gì. Thình thịch, thình thịch. Yến Chi thấy tim mình đang đập mạnh dần. Trấn Phong kéo cô ra, hai má đã đỏ, nóng bừng lên, chỉ còn cách cúi mặt. Không sao chứ? Một câu hỏi khá nhẹ dù cộc cằn. Không, em không sao, cảm ơn anh. Yến Chi quay lại nhìn cô giúp việc bất cẩn. Cô ta vẫn đứng như trời trồng, há hốc miệng. Chắc cô đang vội, tôi không sao rồi, làm việc của cô đi. Nói rồi Chi quay đầu túm lấy tay của Trấn Phong nhẹ nhàng kéo đi. Mình đi tiếp. Để cô giúp việc kia ở lại. Vài giây nữa chậu nước trên tay cô ta cũng rớt cái bộp xuống. Cô ta đập đầu lia lịa vào tường, có lẽ vì sốc nặng quá. Yến Chi chợt thấy Trấn Khang đang bước tới từ hướng ngược lại cùng với cô người tình. Trấn Khang cũng kéo Hải Băng sang khu A dùng bữa sáng. Lại dùng bữa rồi em dâu. Anh cả, đêm qua ngủ ngon chứ ạ? Đương nhiên rồi. Trấn Khang liếc sang Hải Băng, anh đang khoác vai cô. Nằm cạnh người đẹp, đương nhiên là phải ngủ ngon chứ. Yến Chi bỗng thấy tay của Trấn Phong bỏ ra khỏi tay mình. Vẻ mặt thân mật của Trấn Khang với Hải Băng làm cho Trấn Phong không thoải mái. Hình như anh đã quên mất Hải Băng là người con gái của anh trai. Còn em dâu thì sao? Trấn Khang tiếp tục. Anh nghi ngờ việc em và thằng em anh ngủ chung giường đấy. Anh cười. Yến Chi nuốt khan. Đúng là Trấn Khang thích đùa cợt kẻ khác. Anh cả, em nghĩ anh cứ chăm lo cho bản thân mình đi. Vợ chồng em rất tốt. Anh không biết em yêu anh ấy nhường nào đâu. Còn anh, em không chắc tình cảm của cô người tình kia dành cho anh là gì. Trấn Khang bất ngờ bị đá đau, giọng vô cùng khó chịu. Nói rõ ý của em đi. Chẳng phải là rõ rồi sao? Anh quên em đã từng làm phép thử xem đối với cô ta anh là gì à? Mặt của Trấn Khang tối sầm. Anh gằn giọng. Thôi ngay. Sao anh lại tức giận? Anh cần em tìm người làm phép thử một lần nữa không? Cô ta đối với anh... Trong đầu của Trấn Khang bây giờ đang hiện lên những lời nói của Thụy An hôm qua. Con nhỏ đó coi cậu cũng y như là cậu Trấn Nam mà thôi. Im ngay. Trấn Khang gắt lên cắt ngang lời của Yến Chi. Cô không ngờ Trấn Khang lại giận dữ đến như vậy. Cô chỉ định đùa cợt lại thôi. Trấn Khang bất giác quay sang nhìn Hải Băng. Rốt cuộc tình cảm của em đối với ta là gì? Hải Băng nãy giờ đang chú mục vào Trấn Phong, chẳng để ý đến cuộc nói chuyện giữa Trấn Khang và Yến Chi, nên chẳng hiểu Trấn Khang đang nói gì. Tình cảm ấy là gì? Hả? Trấn Khang hỏi lại vẻ sốt sắng. Hỏi gì vậy? Và thường khi Hải Băng chẳng hiểu gì, cô lại hay nói một cách dửng dưng và có chút sấc sược. Điều đó làm Trấn Khang muốn điên lên biết bao. Anh bỗng đẩy Hải Băng, xô cô vào tường, hai tay ghì lấy cô. Em yêu ta, hãy nói là em yêu ta, em yêu ta. Có vẻ như Trấn Khang đang bị kích động. Yến Chi bắt đầu thấy chuyện rắc rối khi Trấn Khang càng lúc càng nổi nóng, còn Hải Băng thì càng lúc càng rừng rưng. Nói ngay, nói là em yêu ta. Không thích. Hai chữ phát ra nhẹ nhàng nhưng làm Trấn Khang máu sôi lên. Tay của anh bất ngờ ghì chặt lấy hai vai của Hải Băng một cách bạo lực. Trấn Khang kéo mạnh cô lại sát mình, mắt muốn bốc hỏa, giọng gần như là rít lên. Em nói gì? Em nói lại xem. Yến Chi không thể đứng yên mà xem được nữa. Cô nghĩ do lỗi của mình gây ra, Giờ mà Hải Băng trả lời Trấn Khang y như câu vừa nói thì chắc chắn là Trấn Khang sẽ bóp chết cô mất. Trong lúc đang lúng túng không biết làm thế nào, Yến Chi quay sang nhìn Trấn Phong xem anh có thản nhiên mà ngoảnh mặt đi không. Mà cô nghĩ đương nhiên là anh sẽ làm như thế. Nhưng Yến Chi nhầm, toàn thân của Trấn Phong đang bất động và đôi mắt đang hẳn lên những tia đỏ mờ, đang chú mục vào một chỗ. Yến Chi quay lại nhìn, lập tức biết Trấn Phong đang chân chân nhìn vào anh trai, một cái ánh nhìn đáng sợ và đầy hận thù. Đôi mắt sẫm màu với những tia đỏ ấy, Yến Chi đã từng thấy là hôm ở party. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, 3 giây nữa sẽ có một vật gì rơi xuống đầu Trấn Khang, hoặc là anh sẽ bị cháy thành tro. Yến Chi lập tức lao đến, dùng hết sức đẩy Trấn Khang ra khỏi Hải Băng. Anh cả thôi đi. Thật may vì lúc đó quản lý của Trấn Khang cũng xuất hiện và chạy đến cùng với Yến Chi kéo Trấn Khang ra. Cậu chủ, bình tĩnh, có chuyện gì vậy? Trấn Khang đã bỏ Hải Băng ra, cô vẫn thật sự chẳng hiểu Trấn Khang bị làm sao mà vô cớ nổi nóng. Còn Trấn Khang thì cơn giận vẫn chưa nguôi, vẫn thở mạnh. Anh cả, là lỗi của em chỉ định trêu anh thôi, không ngờ lại khiến anh giận đến vậy, em xin lỗi. Cầm đi. Trấn Khang cộc cằn nói rồi hộc hàn bỏ đi, không nhìn lấy Hải Băng một lần. Tay quản lý cũng bước theo cậu chủ luôn. Yến Chi nhìn Hải Băng, cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Hải Băng hơi nhíu mày, thật sự vẫn chưa hiểu gì. Yến Chi bước lại phía Trấn Phong, cô an tâm khi thấy mắt của Trấn Phong đã trở lại màu cà phê đặc. Có lẽ nên về phòng gọi đồ, em e là bữa sáng ở đây mất ngon rồi. Nhưng Trấn Phong không ngờ Yến Chi quay mặt lạnh lùng bước. Tay quản lý theo Trấn Khang về phòng, đã đoán được những việc rắc rối vừa xảy ra. Sao cậu chủ phải nổi nóng lên như vậy? Vì vài lời khích bác của cô chủ mới sao? Tao muốn yên tĩnh. Việc người con gái ấy có tình cảm thế nào với cậu quan trọng như vậy sao? Cút đi. Giọng của Trấn Khang gằn xuống. Người tình chỉ để thỏa mãn dục vọng của cậu, vậy mà bây giờ cậu muốn biết cô ấy có yêu cậu không? Chỉ có một lý do, đó là cậu thực sự... Tao bảo mày cút đi, cút. Giờ thì Trấn Khang đã nổi nóng, tay quản lý buộc phải quay đi ra khỏi phòng. Vì cậu chủ không thừa nhận thôi, rằng là cậu đã yêu cô ấy mất rồi. Yến Chi cứ đi loanh quanh trong phòng ngủ, hết đứng lên lại ngồi xuống rồi lại đứng lên. Sao lúc ấy mình lại không nghĩ đến chứ? Bình thường anh Phong đâu có quan tâm tới anh cả, đúng hơn là anh ấy chẳng quan tâm tới mọi chuyện xung quanh. Vậy mà cả cái hôm ở party, cả sáng nay nữa. Không chỉ có thế, còn chuyện cô giúp việc bị cả ấm nước sôi dội vào người. Điều gì làm cho anh ấy thay đổi? Chẳng phải... Yến Chi mở tròn mắt. Chẳng phải là điều liên quan đến người tình của anh Khang sao? Yến Chi lại quay loanh quanh ôm đầu. Không thể như thế. Cô ta thì liên quan gì đến anh Phong? Chắc chắn không phải là vì cô ta. Nhưng nhỡ phải thì sao? Không, trời ơi, Yến Chi, mày phải tin tưởng chồng mày. Trời ơi, mình chịu hết nổi rồi. Yến Chi quyết định ra phòng ngoài, để mớ suy nghĩ rối tung ấy sang một bên. Cô cũng chẳng có can đảm để hỏi thẳng Trấn Phong. Vẫn là không gian im lặng và rờn rợn. Ánh sáng từ màn hình máy tính đủ cho Yến Chi nhìn thấy Trấn Phong. Anh đang ngồi dưới khung cửa sổ, dựa vào tường, bàn tay đang đưa lên. Trấn Phong dốc một chiếc hộp nhỏ, mở nắp vào miệng, cho những viên thuốc nhỏ xíu rơi ào ào xuống. Lập tức Yến Chi lao đến, cúi người, dùng tay gạt mạnh tay của Trấn Phong ra. Chiếc hộp văng đi rơi xuống cạnh chân bàn, những viên thuốc tung tóe. Phong đưa mắt lên nhìn cô, ánh mắt nhìn sắc lẹm và đáng sợ như lưỡi dao. Những viên Kilico tan xuống ở cuống họng, làm Trấn Phong bình tĩnh lại trước khi nổi điên. Sao anh phải dùng nhiều như thế vào lúc này? Anh đang mất bình tĩnh vì điều gì? Vì anh Trấn Khang hay vì người tình của anh ấy? Trấn Phong lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn. Những câu hỏi của Yến Chi thật ngốc nghếch, vì Trấn Phong chẳng có lý do nào để phải trả lời cô cả. Yến Chi cũng biết giận dỗi với Trấn Phong là điều vô nghĩa, nên cô từ từ ngồi xuống bên cạnh, giọng dịu đi. Anh hay dùng thứ đó khi mất bình tĩnh phải không? Nhưng nó lại làm cho anh mất ngủ. Sao không dùng thuốc an thần? Nó sẽ làm cho anh dễ dàng chìm vào vô thức, quên hết những điều đang phải chịu đựng. Dù dùng nhiều cũng không tốt, nhưng nó còn hơn vạn phần mấy cái thứ ấy. Mỗi lần nó ngấm vào người là một lần nó gặm nhấm phá hủy sức lực, trí não và từng dây thần kinh của con người. Yến Chi quay sang nhìn Trấn Phong. Em không muốn anh dùng nữa. Anh đã có em rồi, là vợ của anh. Nếu anh khó chịu, anh mất bình tĩnh thì hãy chia sẻ với em. Nếu anh không chịu nổi mà phải nổi điên lên, hãy để em hứng chịu, vì em là vợ anh và vì em yêu anh hơn anh yêu em rất nhiều. Yến Chi từ từ ghé sát vào mặt của Trấn Phong. Chúng ta có thể trở thành vợ chồng theo đúng nghĩa không? Cô nhắm mắt, đẩy mặt gần hơn cho đến lúc đặt môi mình lên môi người con trai ấy. Trong Yến Chi, lửa tình đang bùng lên mãnh liệt và niềm khao khát có được Trấn Phong quá lớn. Cô tiếp tục ôm lấy cổ của Trấn Phong, dướn người vào hôn lên cuồng nhiệt, không biết rằng Trấn Phong vẫn chưa nhắm mắt và chẳng hề muốn bắt cùng ham muốn của cô. Cửa phòng của 102 mở hờ, qua khe cửa, đôi mắt màu nâu trong veo ấy nhìn thấy hết tất cả. Rõ ràng, nếu chỉ thấy lưng của Yến Chi thì cảnh tượng ấy là một cuộc yêu mãnh liệt. Hải Băng kéo cánh cửa đóng chặt lại, quay người bước. Cô cảm thấy gì sao? Không tức giận, không khó chịu, chẳng có lý do gì để cô cảm thấy thế. Vẫn bước đi thản nhiên, nhưng ở một góc nào đó trong trái tim, quả thực cô không thấy thoải mái một chút nào khi kẻ có khuôn mặt của Trấn Nam ấy đang cùng một người con gái khác. Ham muốn đột ngột dừng lại, Yến Chi đẩy mình ra. Cô thấy Trấn Phong vẫn như kẻ vô hồn bất động, đôi mắt nhìn ra chỗ khác và đôi môi vẫn khép chặt. Quá dễ để thấy rằng Trấn Phong chẳng có cảm giác gì. Yến Chi từng nghĩ, kể cả không có tình yêu thì đứng trước mặt một người con gái, không có thằng đàn ông nào là không có ham muốn, chưa nói đến chuyện người con gái đó đẹp và chủ động. Nếu anh chưa muốn, em sẽ chờ đến khi anh thực sự chấp nhận. Em giờ chỉ cần anh nhớ rằng em là vợ anh. Yến Chi đứng dậy, bước vào phòng trong. Mặc dù biết trái tim của Trấn Phong không dễ gì tan chảy, nhưng cô vẫn thấy buồn. Chương 43. Hải Băng lang thang trên các hành lang. Giờ đã 5 giờ chiều, không khí đã hơi lạnh lạnh. Mấy ngày nay cô hơi khó ngủ, thỉnh thoảng choáng đầu và mất thăng bằng. Cô từng nghĩ vì đã dùng nhiều Kilico trong một lần lúc ở căn hầm tối, nhưng rồi lại nghĩ vì một thời gian từ đêm dưới căn hầm ấy cô chưa hề dùng lại Kilico. Và Hải Băng biết thứ đó chỉ có thể có ở trong phòng 102, nhưng cô lại thấy cảnh ấy trong phòng của Trấn Phong. Không thể phủ nhận, nó vẫn lởn vởn trong đầu của Hải Băng. Cô không khó chịu nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào. Cô không dám vác mặt về phòng của cậu cả nữa phải không? Bước chân của Thủy An từ đằng sau tiến lên nhanh lên sát Hải Băng. Hải Băng vẫn đi rất chậm. Dù sao, cô cũng cần hiểu, cậu cả chỉ xem cô như loại gái ở bên ngoài, cậu ta hay qua đêm thôi. Còn nữa, thứ như cô đừng mơ mà chạm được vào người của cậu hai. Thủy An ghé sát tai Hải Băng thì thầm. Cô chợt liếc thấy Trấn Khang từ xa đang tiến lại. Thủy An biết không nên tự chuốc rắc rối cho bản thân, nên ném vào Hải Băng một cái lườm khó chịu rồi quay người bước ngược lại. Không chạm mặt Trấn Khang lúc này thì vẫn tốt hơn. Trấn Khang đã liếc thấy bóng cô quản gia. Em thấy không? Chỉ cần không ở bên ta, em đã không được an toàn rồi. Trấn Khang dừng bước, đang đứng trước người con gái của mình. Anh cảm thấy khó chịu khi trong phòng không có Hải Băng. Điều đó làm anh thấy thật có lỗi hơn là giận dữ. Như nhau, Hải Băng buông một câu bình luận. Phải, cô có thể an toàn khi Trấn Khang dễ nổi giận như vậy không? Em... Trấn Khang cau mày. Được rồi, sáng nay là ta nổi nóng, ta xin lỗi. Hình như Trấn Khang nhận ra mình trước nay chưa mở lời xin lỗi ai cả. Lại vẻ lơ đễnh, Hải Băng quay mặt đi. Thật ra cô cũng chưa rõ chuyện sáng nay là như thế nào, nhưng Trấn Khang xin lỗi rồi thì thôi cũng kệ. Nào, không phải là em định giận chứ? Nửa ngày không thấy mặt em là hình phạt với ta đấy, người đẹp. Trấn Khang kéo Hải Băng lại, cúi xuống hôn lên làn môi mềm. Có lẽ anh nhớ đôi môi ấy hơn cả nhớ Hải Băng. Giờ em muốn làm gì? Có muốn nói em yêu ta không? Trấn Khang bật cười, hơi quay người, khoác lên vai Hải Băng kéo cô đi. Đói. Được rồi, món Pháp nhá, người đẹp. Em không thấy mình không lễ phép với ta một chút nào à? Không. Trấn Khang lại cười, đúng là hết nói nổi. Tay quản lý lúc này từ đâu chạy đến? Dạ, có lệnh của ông chủ ạ. Về phòng ta rồi nói. Hải Băng ngồi vào bàn ăn thịnh soạn. Trong khi đó, Trấn Khang tiến lại bàn làm việc, mở laptop. Tay quản lý bước đến gần. Sao? Chủ nhật 7 giờ sáng, cuộc gặp giữa các nhà đầu tư lớn và những vị lãnh đạo cấp cao sẽ diễn ra. Ông chủ muốn cậu chủ cùng tham dự. Tay phải đang click chuột khựng lại. Trấn Khang nhìn tay quản lý. Ta? Dạ vâng, không chỉ là tham dự cùng. Ý của ông chủ là muốn cậu nói chuyện với ngài ủy viên Kang về một quan hệ hợp tác hữu nghị. Theo đó, ông chủ muốn ngài ủy viên giúp đỡ vấn đề các trạm hải quan trong nước khi những tàu thiết bị của ta từ Nhật về. Một nhiệm vụ khó khăn đấy. Trấn Khang chợt cười khẩy. Sao cha không nhớ đến thằng con thiên tài vậy? Ông chủ đương nhiên hiểu về ngoại giao, cậu chủ là người giỏi nhất. Được thôi, ta sẽ cho cha thấy thực lực của mình. Trấn Khang cười, không hề để ý Hải Băng vừa liếc sang anh một giây. Trấn Khang biết ăn nói là một phần, nhưng điều làm Lâm Trấn Đông suy nghĩ thực là ông không hề muốn đem cậu con thiên tài ra thế giới bên ngoài mà khoe. Nhiều kẻ biết ông có được ngày hôm nay là nhờ Lâm Trấn Phong. Những kẻ đó rất muốn được sở hữu dù chỉ là một phần bộ óc thiên tài ấy. 7:40 sáng. Lạ nhỉ, hôm nay em không được ngon miệng thì phải. Trấn Khang khoác vai Hải Băng bước ra khỏi phòng ăn. Em thấy khó chịu ở chỗ nào à? Hải Băng lắc đầu. Cả cô và Trấn Khang chợt dừng chân vì thấy Phong và Yến Chi đang tiến lại. Yến Chi đã cố đợi qua bữa sáng một lúc rồi mới kéo Trấn Phong đi, rốt cuộc vẫn chạm mặt của Trấn Khang. Hải Băng ngước nhìn Trấn Phong, ánh nhìn không cảm xúc, cùng lúc cũng bắt gặp ánh mắt của Trấn Phong đang nhìn mình. Cả hai lập tức quay mặt đi. Khi Trấn Phong thấy cái vẻ thân mật trở lại của Trấn Khang với Hải Băng, còn Hải Băng nhớ lại cảnh trong phòng 102 ngày hôm qua. Sao sang muộn vậy, em dâu? Em vẫn thấy có lỗi chuyện sáng hôm qua mà. Hai người ổn rồi sao? Có gì đâu mà chả không ổn. Em... Trấn Khang ngừng nói vì cảm thấy áo bị giật nhẹ. Anh nhìn sang bên. Về phòng đi. Trấn Khang lại nhìn lại Yến Chi. Người đẹp của anh muốn về rồi, nói chuyện với em sau. Yến Chi nhìn theo Trấn Khang bước đi và chợt nhận ra tay của Trấn Phong đã bỏ ra khỏi tay mình từ lúc nào. Cô ấy đẹp kỳ lạ phải không anh? Người tình của anh Khang ấy. Dù cô nói tự nhiên, không hiểu sao Yến Chi vẫn nhấn giọng người tình của anh Khang. Trấn Phong quay mặt, không trả lời như không nghe. Cách đó một đoạn, trên hành lang, quản lý của Trấn Phong đang chăm chú nhìn cậu chủ và cô chủ cùng vào phòng ăn. Hắn biết Trấn Phong mặc kệ cho Yến Chi muốn làm gì thì làm, vì đó là ý của ông chủ, và hắn lo lắng khi nhìn ánh mắt của Trấn Phong khi nhìn Hải Băng. Điều gì làm quản lý lo lắng vậy ạ? Quản gia từ phía sau tiến lại, đứng ngay bên tay quản lý. Chắc chắn là vì cậu hai rồi, nhưng mà chuyện cậu hai thoải mái với cô chủ mới hay. Chuyện người con gái của cậu cả đây. Cô muốn gì? Cậu ba ra đi, chị Kiều Như cũng chết, chẳng phải là vì cô ta cả sao? Tôi chỉ muốn trừ khử mối nguy hiểm cho ngôi biệt thự này thôi. Và tôi nghĩ quản lý cũng đang nghĩ như tôi. Điều tôi suy nghĩ chỉ là làm cách nào để cô ta tránh xa cậu hai ra. Từ cậu ba giờ đến cậu cả, đương nhiên mục tiêu tiếp theo là cậu hai rồi. Dù cậu hai vô tình như thế nào cũng không biết được chuyện gì có thể xảy ra đâu. Giờ tôi cũng tin điều đó rồi. Vậy tốt, tôi muốn trả thù cho cậu ba, diệt trừ hiểm họa cho ông chủ. Còn quản lý muốn bảo vệ cho cậu hai. Tại sao chúng ta không hợp tác? Có lẽ cô đã có ý gì hay. Cô ta còn được cậu cả bảo vệ, dĩ nhiên là phải mượn tay cậu cả để làm rồi. Ném đá giấu tay, được lắm. Điều cậu Trấn Khang ghét và căm hận nhất là sự phản bội. Có điều có lẽ sẽ giúp ích. Cô ta mắc một căn bệnh hiếm gặp, mất toàn bộ cảm giác đau đớn, bỏng rát và những cảm xúc bình thường của con người. Nhưng có một thứ có thể giúp cô ta trong vòng 15 phút, đó là nhiệt độ cơ thể xuống dưới 20 độ C. 7 giờ tối. Từ mai, nhà hàng đó mở cửa, em sẽ đặt mì cho bữa sáng. Lần trước anh chưa thử phải không? Yến Chi đặt đĩa xuống bàn, quay sang Trấn Phong. Anh đang uống cạn một cốc sữa rồi đặt xuống. Yến Chi liếc sang phía đối diện. Hải Băng cũng vừa uống xong cốc sữa. Yến Chi không thích sữa nên không thể cùng sở thích với Trấn Phong. Nhìn Hải Băng làm cô hơi khó chịu. Ban đầu Yến Chi cũng chẳng ái ngại chuyện một cô gái khác ở chung nhà với mình và Trấn Phong. Cô ta đẹp và hấp dẫn lạ lùng ngay từ ánh mắt đầu tiên bắt gặp. Nhưng vài chuyện xảy ra khiến Yến Chi thật sự không thích Trấn Phong chạm mặt cô ta. Cả bữa ăn, Hải Băng chẳng ăn được gì, chỉ uống hết 2 cốc sữa. Cô thấy khó chịu, cái lạnh thì đang ngấm vào cơ thể khi màn đêm buông xuống quanh khu biệt thự. Trấn Khang vẫn ăn ngon miệng mà không chú ý thấy Hải Băng có chút bất thường. Tay chân cô co lại, bàn tay siết chặt lại rồi mở hở rồi lại siết chặt. Trấn Khang. Đến lúc không chịu nổi thì cô mở miệng gọi, đủ cho cả Trấn Khang và đám giúp việc nghe được. Lập tức cả đám giúp việc trợn tròn mắt. Cô ta dám... Như vậy không hay đâu. Dù gì anh Khang cũng là cậu chủ trong nhà mà. Yến Chi nhẹ nhàng nhắc nhở bằng gương mặt tươi cười. Không phải không hay đâu cô chủ. Thụy An bước nhanh chân lại. Là quá hỗn láo và sức sược đấy à? Tên của cậu chủ mà cô ta dám gọi thẳng như vậy sao? Giọng của Thụy An càng ngày càng lên cao. Cậu chủ ngang hàng với cô, hay cô là bề trên của cậu chủ vậy? Cô quen thói vô phép. Keng một tiếng, Trấn Khang đập con dao cắt thịt xuống đĩa, hằn học nhìn quản gia. Thôi ngay, cô làm tôi không nuốt nổi. Cậu chủ, nhưng... cô thích dạy đời tôi nữa phải không? Trấn Khang. Hải Băng gọi tiếp một lần, yếu hơn cả ban nãy. Cô quay lại, càng ngày càng lạnh và khó chịu, vẫn thấy nhói tai vì tiếng nói chuyện. Em làm sao vậy? Giọng của Trấn Khang dịu lại khi nhìn Hải Băng, hai tay của cô đang ôm lấy người. Lạnh. Giờ Trấn Khang mới thấy người của Hải Băng hơi run lên và da thịt thì nhợt nhạt. Trấn Khang cởi áo khoác đưa cho Hải Băng. Khó chịu sao em không nói? Dùng bữa nữa không? Hay là chúng ta về phòng? Yến Chi liếc nhìn Trấn Phong. Biết anh đã dừng ăn, Trấn Phong đang chú mục vào Hải Băng, ánh mắt vẫn vô hồn nhưng cho một cảm giác có cả sự quan tâm. Yến Chi thấy không thoải mái. Anh, nếu anh ăn xong rồi thì chúng ta về phòng. Nhưng Trấn Phong không để ý lời của Yến Chi, vẫn chăm chú nhìn Hải Băng. Giờ cô đang đứng dậy cùng Trấn Khang chuẩn bị về phòng. Hải Băng kéo Trấn Khang cho che kín người, đi sát bên cạnh anh. Bất giác Hải Băng lại thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt, chóng mặt và mất thăng bằng. Cô trượt xuống khỏi tay Trấn Khang, nằm sóng xoài ra đất. Yến Chi vừa thấy cảnh tượng ấy, vẫn chưa định thần lại thì đã thấy Trấn Phong đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi bàn ăn. Lúc này Trấn Khang đã hốt hoảng ngồi xuống, nâng đầu của Hải Băng dậy. Em sao vậy? Tỉnh lại đi. Giọng của anh lo lắng vô cùng. Tay quản lý đứng ngoài lập tức lao vào. Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ nhanh. Trấn Khang lay nhẹ Hải Băng, ánh mắt thất thần. Anh chợt thấy mình cần Hải Băng nhiều hơn anh nghĩ. Trấn Phong vẫn bước nhanh lại, mắt chú mục vào Hải Băng, nhưng anh chưa đến gần thì bị Yến Chi kịp giữ lấy tay. Anh định làm gì? Trấn Phong liếc nhìn Yến Chi bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao. Anh muốn hất tay cô ra, nhưng Yến Chi càng cố giữ chặt hơn. Cô nhìn Trấn Phong tha thiết. Đúng lúc quản lý của Trấn Phong xuất hiện, đứng chặn ngay trước Trấn Phong. Hắn nhìn cậu chủ như muốn cảnh báo điều gì đó, môi hắn mấp máy. Ông chủ sẽ không để yên. Gương mặt của Trấn Phong giãn ra, anh lại nhìn về phía người con gái ấy. Nỗi lo lắng tăng lên cùng với nỗi đau ở trong tim. Tay của Yến Chi vẫn giữ chặt tay của Trấn Phong. Không sao đâu anh Khang gọi bác sĩ rồi. Chuyện của anh Khang mình đừng liên quan, được không? Trấn Khang bế Hải Băng lên, định đưa về phòng. Tay quản lý theo sát đằng sau và nỗi lo lắng khôn nguôi. Rốt cuộc thì cậu chủ định làm gì vậy? Ông chủ đưa cô ta đến đây để tìm người thừa kế, để giăng bẫy tình trước mặt ba cậu chủ. Rõ ràng ông chủ đã tính trước được, người giành được phần thắng sẽ là cậu. Vì sao ư? Vì chỉ có cậu là vô tình trước tất cả. Chỉ có cậu là không biết tình yêu là gì. Chỉ có cậu là làm mọi chuyện mà không bao giờ bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Cũng chỉ có cậu là phục tùng ông chủ, không một lời than vãn, không bao giờ phản bội ông. Trấn Phong quay mặt đi như không nghe những lời nói nhát gừng của tay quản lý. Nhưng thật ra anh vẫn nuốt lấy từng lời. Còn bây giờ thì cậu làm sao? Cậu định giúp đỡ cô ta khi lẽ ra điều kiện cậu phải làm là tặng cô ta một phát súng. Khi cậu đã có vợ và khi cô ta đã là người tình của anh trai cậu. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì mà định công khai tình cảm của mình vậy? Tôi không biết cô ta đã làm gì khiến cậu thay đổi như thế này. Tôi không biết tình cảm ấy là lớn đến nhường nào. Nhưng một điều tôi chắc chắn, nếu có một ngày ông chủ biết được tình cảm ấy, không chỉ cậu bị tổn hại mà cô ta, chính cô ta phải vĩnh biệt thế gian đấy. Hàng lông mi dày đột ngột sụp xuống, phủ gần hết đôi mắt màu cà phê đặc. Trấn Phong thấy tim mình nhói lên từng đợt khi nghĩ đến chuyện lưỡi sao của Lâm Trấn Đông đâm ngập vào ngực người con gái ấy, hoặc là ông sẽ bắt anh chĩa họng xuống vào người con gái anh yêu. Trấn Phong đã biết hậu quả, nhưng trong một phút không tự chủ, anh đã muốn bảo vệ người con gái ấy bao nhiêu. Trước Lâm Trấn Đông, anh còn có khả năng bảo vệ cô nữa hay không? Anh không thể chắc chắn. Một kẻ đã biết là mất tự do cả đời như anh mà muốn người con gái mình yêu ở bên cạnh hay sao? Trấn Phong nhắm nghiền mắt, đẩy cửa phòng. Tay quản lý nhìn theo cánh cửa đang khép lại, vẫn lo lắng không có điểm dừng. Hắn vẫn nghĩ trừ khử Hải Băng là cách tốt nhất để Trấn Phong thoát ra khỏi những rắc rối này. Hắn đã nghĩ sẽ tự tay mình làm, nhưng lại không thể. Khi cứ đứng trước Hải Băng, nghe giọng nói ấy, thần kinh lại tê liệt vậy. Cô chủ đang lo lắng lắm phải không? Tay quản lý thấy Yến Chi đang bước lại. Tôi sẽ không để mất anh Phong đâu, dù có phải làm việc gì tồi tệ. Cô chủ yêu cậu Trấn Phong đến vậy sao? Rất yêu, đến nỗi tôi không đo nổi. Có người nói với tôi, cô ta, người tình của anh Khang là một mối nguy hiểm. Tôi biết là ai nói rồi, tôi nghĩ điều đó là đúng. Ở phòng bên này, cô ấy bị làm sao? Trấn Khang lo lắng nhìn vị bác sĩ. Máu của cô ấy không được tốt nên mới hay choáng và dễ ngất, nhưng tốt nhất là nên đưa đi bệnh viện kiểm tra. Vậy giờ thì sao? Có lẽ vài giờ nữa cô ấy sẽ tỉnh, không đáng lo lắm. Hiểu rồi. Trấn Khang ngồi ở trên giường, vừa đọc tạp chí vừa đợi Hải Băng tỉnh. 11 giờ đêm, Yến Chi cũng ngồi cạnh Trấn Phong. Anh đang dựa vào thành giường. Giờ này cô vẫn chưa muốn ngủ, nhưng không biết phải nói với Trấn Phong như thế nào. Cô nửa muốn hỏi thẳng Trấn Phong chuyện liên quan đến người con gái của Trấn Khang, nửa không muốn. Rốt cuộc hai người im lặng. Yến Chi nhìn Trấn Phong không rời, còn Trấn Phong, anh đang mải suy nghĩ về một điều rất lạ, về Hải Băng. Từ lúc được cứu ở tầng hầm, Hải Băng thay đổi, từ cách nói chuyện đến ánh mắt, đến những hành động đều có cảm xúc hơn, thay vì hoàn toàn vô cảm như trước. Đến hôm nay cô bị ngất đi đột ngột nữa thì có phải căn bệnh Smith-Agen đã xấu đi? Nhưng xấu đi mà tăng cảm xúc chi phối bởi não bộ sao? Mâu thuẫn, phải nghĩ đến nhiều lý do, và điều làm Trấn Phong nghĩ nhiều nhất là Kilico. Trấn Phong đứng dậy lại phía cuối giường, lôi ra chiếc hộp lớn dự trữ hàng trăm hộp Kilico. Anh cầm theo 2 hộp, bước về phía cửa. Anh Phong, anh đi đâu? Muộn rồi. Nhưng Trấn Phong vẫn bước ra khỏi phòng 102. Anh định đến phòng thí nghiệm. Trên hành lang, Phong mở nắp một hộp, dốc hết Kilico vào miệng. Bình thường anh chỉ dùng khi mất bình tĩnh, nhưng anh muốn biết khi người ta hoàn toàn bình thường, chỉ muốn điều hòa cơ thể, dùng một liều có tác dụng lớn, liệu có tác dụng phụ hay không. Trước khi đến phòng thí nghiệm, phân tích những chất có trong Kilico có thể làm ảnh hưởng đến căn bệnh Smith-Agen. Phong muốn dùng thực tế để phán xét. Trấn Phong bắt đầu bước đi không vững, cảm giác như mất trọng lượng và cơ thể lâng lâng. Anh dừng lại, chống tay lên tường, lắc mạnh đầu. Cảm giác hưng phấn ngày càng mạnh dần. Trấn Phong chờ cho đến khi nó dịu xuống. Rõ rồi, dùng với người không căng thẳng tột độ, Kilico chỉ như một chất kích thích tăng cảm giác, càng dùng nhiều càng có tác dụng, nhưng điều gì cũng có hai mặt, Kilico chắc chắn không ngoại lệ. 8 giờ sáng, Trấn Khang đứng trước gương tháp Calavat, anh chuẩn bị ra ngoài. Nhìn vào gương, anh thấy Hải Băng trên giường vừa tỉnh. Tối hôm qua cô có tỉnh một lần, nghe Trấn Khang hỏi vài câu lại nằm ngủ tiếp. Trấn Khang quay người. Bàn ăn chuẩn bị sẵn rồi, em đói thì ăn nhiều vào. Hải Băng dụi mắt, chưa có ý định xuống giường vì thấy cơ thể còn mỏi mệt. Hôm nay ta ra ngoài có việc, em đừng đi đâu đấy. Ta cứ ra khỏi nhà thì kiểu gì em cũng gặp chuyện thì phải. Trấn Khang quay lại nhìn gương, bẻ lại cổ áo. Chắc tối mới về được, có khi nhớ em mất. Thụy An bê khay thức ăn vào phòng 62, phòng quản lý của Trấn Phong. Tôi không gọi đồ ăn. Tôi cũng không có ý định đem đến để mời quản lý ăn. À, cậu cả ra ngoài rồi phải không? Thời cơ tốt đấy nhỉ, kế hoạch như thế nào? Chắc quản lý cũng rõ, để che mắt được cậu cả thì phải làm hệ thống camera vô tác dụng. Được rồi, quy tắc đầu tiên là không gặp nhau, không gặp riêng cô ta ở bất kỳ hành lang hay phòng sinh hoạt chung nào. Kế hoạch thì chắc phải để quản lý liều một phen. Sẵn lòng thôi, trừ việc chiếm đoạt cô ta ra. 12 giờ trưa, Yến Chi nằm lăn qua lăn lại trên giường ngủ. Từ sáng đến giờ chẳng ăn uống gì. Trời ơi là trời, anh ấy đi đâu mới được chứ? Mất tích từ đêm qua, gần 12 tiếng đồng hồ rồi. Đến chết mất. Lấy chồng kiểu này đến chết mất thôi. Còn lúc này, trong phòng 101, Hải Băng thong thả ăn bữa trưa. Sáng đến giờ ngủ, rồi ăn, rồi đọc tạp chí, rồi chơi ghép hình, vô cùng nhàn nhã và thoải mái. Hải Băng dừng ăn khi thấy một mảnh giấy đút phía dưới miếng sandwich. Cô cầm lên mở ra xem. 6 giờ chiều, đến phòng 62, tôi sẽ cho cô thứ thuốc chữa trị Smith-Agen. Đọc đến đây Hải Băng lơ đễnh hạ tay. Kilico. Cô tự lắc đầu phản đối, Kilico không phải là thuốc chữa Smith-Agen, mà đúng hơn, Smith-Agen thì làm gì có thuốc chữa. Nếu Hải Băng biết cười, cô sẽ bật cười vì thấy ngổ ngộ. cứ mỗi khi đi ngang đi ra ngoài Trấn Khang không có nhà thì lại có người gọi Hải Băng ra khỏi phòng. Nhưng lần này cô đâu có ngốc mà tin. Hải Băng liếc lại mảnh giấy, thấy có tên người ở hàng cuối cùng, Thụy An. Hải Băng hơi suy nghĩ, Thụy An biết bệnh của mình. Thực ra thì Thụy An chẳng thích quan hệ của cô và Thụy An xấu đi. Hải Băng muốn coi Thụy An như một người bạn, thân như ngày xưa vậy, cho dù giả tạo cũng được. Mỗi khi nhìn Thụy An, Hải Băng thấy có gì thân thương lắm. 6 giờ kém, Hải Băng hạ cuốn tạp chí, nghĩ về mảnh giấy lúc trưa. Có nên đi hay không? Cô lắc đầu ngao ngán rồi lại cúi xuống đọc tiếp. 6 giờ, tại khu A. Không phải nấu cơm thật sao? Đám giúp việc dồn mắt về phía quản gia. Cô chủ mới gọi cơm khách sạn rồi, khỏi nấu. Nhỡ cậu cả về muốn ăn. Đương nhiên cậu cả sẽ về, nhưng chắc chắn không có tâm trạng nào mà ăn uống đâu. Thụy An quay ra hiệu với một cô giúp việc. Nếu để ý cậu cả về, báo lại ngay với em nhé. Còn mọi người, có muốn xem kịch hay không? Cái gì? Kịch? Thụy An nhìn đồng hồ. Phải, khoảng nửa giờ nữa sẽ có kịch hay. Đêm nay con danh đó sẽ xuống địa ngục. Giọng của Thụy An rít qua kẽ răng. Chúng tôi phải làm gì sao? Không, mọi người chỉ cần đứng xem thôi. Chương 44. Đúng như một nửa suy nghĩ của Thụy An, Hải Băng rút cuộc vẫn mò đến phòng 62. Chỉ là Thụy An nghĩ Hải Băng đến vì thứ thuốc chữa bệnh không có thật đó, còn Hải Băng lại đến vì người viết mảnh giấy. Đứng trước cửa phòng 62, Hải Băng đẩy cửa. Căn phòng khá rộng, bật đèn sáng trưng, hơi giống bố trí của phòng quản lý của Khang. Cô nhìn khắp một lượt không thấy ai. Cô chợt thấy làn hơi lạnh phả vào người. Nhiệt độ trong phòng này còn thấp hơn cả ngoài hành lang. Cô quay người định ra, đúng lúc quản lý của Trấn Phong bước vào. Hắn đẩy cửa khép chặt, bằng vài động tác xoay, hắn ấn khóa cánh cửa lại. Tại sao cô vào phòng tôi giờ này? Thụy An. Tay quản lý nuốt khan, lần này không tê liệt thần kinh mà đỡ hơn một chút. Hắn không tiến lại gần Hải Băng thêm một tí nào, sợ không kiềm chế được. Cô có vấn đề gì không? Tự dưng vào phòng tôi rồi gọi tên quản gia. Win mặc kệ cánh nhìn khó hiểu của Hải Băng, bước lại phía giường của mình, trèo lên giường. Trong một giây, hắn liếc nhìn chiếc máy quay ở trên bàn gỗ, đang hướng ống máy đến thẳng giường. Rồi hắn lôi đại một cuốn tạp chí ra đọc, lôi chiếc tai phone của di động đeo vào tai, bật loa cỡ to nhất. Hắn cứ ung dung ngồi, đọc tạp chí và nghe nhạc, cố ý không chú ý đến Hải Băng. Cô lúc này thấy mình không nên ở đây nữa, có thể đã nhầm phòng. Tốt nhất nên đi ra ngoài. Cô bước lại phía cửa, vặn tay nắm, nhưng cửa đã khóa. Cố vặn lại một lần nữa nhưng bất lực. Hải Băng quay ra nhìn tay quản lý, cần tìm một lời giải thích, nhưng hắn không để ý. Hải Băng cảm thấy nhiệt độ trong này càng ngày càng xuống thấp. Cô nhìn quanh trần nhà và thấy chỗ lắp đặt điều hòa 20 độ C. Việc trước mắt phải tăng nhiệt điều hòa rồi sẽ tìm cách ra khỏi đây. Hải Băng đi tìm điều khiển ở những nơi hay để nhất nhưng không thấy. Cơ thể đang phản đối, người cô bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Hải Băng lại phía gần giường, đứng sát mép giường. Điều khiển đâu? Cửa khóa rồi. Tay quản lý không ngước lên vì chẳng nghe thấy. Đó là lý do hắn mở nhạc to nhất. Hải Băng lặp lại câu hỏi, nhưng thấy vẻ thản nhiên của tay quản lý. Cô lại quay ra nhìn khắp phòng. Đứng đây mà hỏi han tên này thì cô sẽ gục xuống mất. Lạnh, càng ngày càng lạnh. Người của Hải Băng run lên mạnh hơn, da bắt đầu tím tái. Cô tìm nhìn xem trong phòng có chiếc áo nào mặc được không, hay thứ gì ấm có thể quấn vào người. Nhưng phòng này không có lấy một mảnh áo nào, giống như ai đó đã lấy hết đi vậy. Hai tay ôm lấy người, Hải Băng sắp không chịu nổi. Cô nhìn xuống giường, ngoài tấm ga trải và hai cái gối thì không có lấy một cái chăn. Hải Băng lúc này chẳng có thời gian để nghĩ về điều kỳ lạ đó. Chân tay cô run lên lập cập. Không suy nghĩ thêm, cô trèo lên giường, lại gần tay quản lý. Giờ hắn buộc phải ngẩng lên. Sao? Lạnh. Tôi chẳng nghe được cô nói gì đâu. Tốt nhất ra chỗ khác, để tôi yên. Tay quản lý đẩy Hải Băng. Khi những ngón tay chạm vào làn da lạnh ngắt nhưng vẫn mềm như lụa ấy, hắn thấy đốt tay như bị điện giật. Lập tức hắn rụt lại. Tôi đã bảo cô ra khỏi giường mà. Hải Băng vẫn nhìn với ánh mắt van nài. Cô bắt đầu thấy khí quản bị siết lại, tim đập nhanh hơn vì máu thiếu oxy. Bàn tay lạnh ngắt bỗng túm lấy tay tên quản lý. Tay của hắn vẫn ấm. Cô làm gì vậy? Hắn đẩy ra tỏ ý phản đối. Lạnh. Tôi bảo cô không nghe, cô có tránh ra không? Hơi ấm từ người của Win làm Hải Băng thèm như bị nghiện. Cô bắt đầu thấy khó thở, không còn cách nào. Cô nhào tới, ấn tay quản lý xuống và cởi áo hắn. Cô làm gì? Những ngón tay run rẩy vội vã kéo khóa lột nó ra. Rõ ràng tay quản lý dư sức chống đỡ, đẩy Hải Băng, nhưng hắn làm như không kháng cự nổi. Rốt cuộc Hải Băng cũng lôi được chiếc áo khoác còn hơi ấm người ra. Nhưng cô chưa kịp mặc vào người thì Win đã đẩy cô nằm xuống giường, người hắn áp sát vào người Hải Băng. Hải Băng cứ nhìn hắn không chớp, không hiểu hắn định làm gì, còn Win thì không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy. Chẳng phải cô muốn ấm sao? Nằm yên rồi sẽ ấm. Tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, tay quản lý cúi xuống gần hơn, dù mắt vẫn nhìn qua chỗ khác, không dám một lần nhìn thẳng. Hải Băng chưa hiểu ý định của hắn, nhưng để thế này thì ấm thật cũng tốt. Tay quản lý nuốt khan rồi cúi xuống tiếp, gần hơn cho đến khi môi chạm vào một bên má của Hải Băng. Khoảnh khắc ấy tim của hắn như ngừng đập. 2 giây sau, hắn bật phát dậy, vẫn chưa dám nhìn vào mắt Hải Băng. Hắn thở hổn hển như vừa chạy đua 200 mét vậy. Rồi hắn nhảy xuống giường, lao đến cái bàn, tắt cái máy quay, đứng thở hổn hển. Hải Băng cũng ngồi dậy, chớp thời cơ mặc cái áo khoác lôi ra từ người tay quản lý. Cô lẩm bẩm, lạnh muốn chết. Nguyên quay phát lại định nói gì đó, nhưng ánh mắt hắn đập vào đôi chân trắng nõn co lại trên cái đệm giường của hắn. Hải Băng mặc váy khoác lên người chiếc áo khoác nên không thể che được đôi chân trần. Tay quản lý lập tức quay đi, mặt nóng gian. Một lát sau, Win cúi xuống lôi cái điều khiển điều hòa dưới gầm tủ, chỉnh nhiệt độ cao lên, đủ cho Hải Băng chịu được. Hắn cố tập trung vào kế hoạch mà Thủy An vạch ra để quên đi cô gái đang ngồi ở trên giường của hắn, gợi cảm và không sức chống cự. Hắn mở lại máy quay, đoạn băng lúc ở trên giường quá đẹp. Ở góc độ này của máy quay, những gì người xem sẽ được hiểu là cô gái ở trên giường ve vãn người đàn ông. Anh ta cố phản đối nhưng cô gái càng nhiệt tình, còn cởi hộ áo cho anh ta nữa. Rốt cuộc không thể kiềm chế, anh ta đáp lại ham muốn của cô gái và hai người bắt đầu hết phim. Chỉ để đoạn băng chạy đến đây, còn lại sẽ cắt. Tay quản lý ấn delete, cảm thấy hài lòng và quay lại nhìn Hải Băng. Cô chẳng mảy may nghi ngờ gì, đang ngồi trên giường đọc tạp chí. Điều cô quan tâm nhất là nhiệt độ đã ấm hơn. Giờ thì tay quản lý chỉ đợi Thụy An nháy máy qua. Trong phòng thí nghiệm, Trấn Phong bước ra, đóng cửa, hệ thống tự động khóa bảo mật. Anh đứng dựa luôn vào cánh cửa, nhắm nghiền mắt. Từ đêm qua anh vẫn ở lì trong này để tìm hiểu về Kilico đối với căn bệnh Smith-Agen. Đúng như dự đoán, Kilico làm người mắc Smith-Agen tăng cảm xúc của não bộ, nhưng tác hại của nó thì quá nhiều và nó nguy hiểm hơn Phong nghĩ. Trên tay của Trấn Phong đang cầm mảnh giấy ghi kết luận cuối cùng. Tác dụng phụ: tăng ảo giác, giảm trí nhớ, thúc đẩy lượng bạch cầu trong máu tăng. Tác dụng phụ thứ hai là điều làm Trấn Phong lo lắng nhất. Người mắc Smith-Agen đã có sẵn tác hại của bệnh là máu đào thải hồng cầu vượt quá mức bình thường. Khi sử dụng Kilico, dùng dài và dùng nhiều một lần sẽ làm cho máu tăng lượng bạch cầu gấp 3 lần so với không dùng. Việc đào thải hồng cầu sẽ nhiều và thường xuyên hơn. Lượng bạch cầu tăng sẽ nhiều, làm cơ thể mệt mỏi, hay choáng và dễ ngất. Nó làm con người yếu dần cho đến khi kiệt sức. Máu sẽ chuyển thành dạng máu trắng, nhưng sẽ nhanh tử vong hơn bệnh máu trắng rất nhiều. Nếu không để cho Hải Băng được chữa trị kịp thời, cô sẽ chết đột ngột bất cứ lúc nào. Chỉ có thần chết mới biết. Nhưng điều quan trọng là Smith-Agen trên thế giới lúc này chưa có thuốc chữa và chưa có cách chữa. 6:30 tối. Người đẹp, ta đã về đến nơi rồi. Trấn Khang vào phòng cao giọng gọi khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng của Hải Băng đâu. Anh ra khỏi phòng, lại đi đâu? Đã dặn ngồi yên trong phòng mà. Đi đâu nhỉ? Nhớ muốn chết. Anh bước trên hành lang mong tìm được Hải Băng. Cậu chủ về sớm vậy sao? Tiếng của cô quản gia lanh lảnh. Trấn Khang quay lại. Sao không thấy ai hết? Quản lý của ta đâu? Người đẹp đâu? Quản lý của thì em không rõ, còn người đẹp của cậu thì... Thì sao? Cậu chủ không cảm thấy lạ? Thỉnh thoảng cô ta lại trốn đi đâu đó. Theo em thì tại cô ta thèm hơi đàn ông quá đấy. Trấn Khang sầm mặt, nhưng rồi anh lại bật cười trong cổ họng. Nếu cô nói hôm nay cô hơi có vấn đề về thần kinh thì tôi sẽ tha cho cô đấy. Cô không nghĩ được việc gì nói cho đáng tin à? Thèm hơi đàn ông, cô nói như tôi không phải đàn ông vậy. Trấn Khang rút di động, lại bước đi. Để tìm người đẹp đã, tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Anh kết nối với hệ thống an ninh để xem máy camera trực tiếp trên di động. Ở đằng sau, Thụy An vẫn bám theo. Nếu không nói rõ sự thật, em sẽ không dám nói đâu. Nếu cậu chủ kiểm tra camera hành lang thì ban nãy cô ta vừa mới vào phòng của quản lý của cậu hai đấy ạ. Trấn Khang liếc một cái nhìn khó chịu, vừa khó tin về phía cô quản gia. Dẫu sao anh cũng đang mở camera trên hành lang phòng số 62. Anh đang nghĩ đến kiểm tra trước rồi xử đẹp cô quản gia này một thể. Nhưng đúng như Thụy An nói, camera quay lúc 6 giờ 5 phút, thấy Hải Băng mở cửa phòng 62. Trấn Khang không tin lời của Thụy An nhưng vẫn lao đi. Phía sau, Thụy An đang cười rút bộ đàm đến máy của quản lý. Phòng 62, tay quản lý rút di động cho vào túi, quay lại nhìn Hải Băng đang thản nhiên trên giường đọc tạp chí. Cô không lo mình bị bắt cóc sao? Cô có vẻ không biết sợ là gì nhỉ? Cậu cả về rồi, cô có muốn về phòng cậu cả không? Lúc này Hải Băng ngước nhìn Quyên. Về phòng của Trấn Khang sẽ ấm hơn ở đây rất nhiều. Tay quản lý tiến lại phía cửa, rút chìa khóa, mở cửa. Lạch cạch, cửa được kéo ra. Cô đi về đi. Hải Băng xuống giường, đang nghĩ phải chạy nhanh qua mấy dãy hành lang lạnh. Cô vừa bước ra khỏi cửa, tay quản lý phía trong lập tức cởi áo sơ mi, tuốt sang tuê ra. Hải Băng bước ra hành lang, nhiệt độ thấp hơn trong phòng một chút, cô định chạy. Em làm gì ở đây? Hải Băng bỗng nghe tiếng nói quen thuộc của Trấn Khang, anh đang tiến nhanh lại phía cửa phòng 62. Ta nói, em phải ở yên trong phòng cơ mà, sao em chạy lung tung vậy? Mà em vào phòng này làm gì? Cùng lúc, quản lý của Trấn Phong từ trong phòng bước ra, gọi một cách tự nhiên. Cậu cả chưa về đâu, ở đây lát đã, em... Mắt của Trấn Khang cứng đờ khi thấy tay quản lý cởi trần, tay đang cầm khuy quần và cài xăng tuê lại. Cậu cả, hắn làm ra vẻ sửng sốt vô cùng. Còn Trấn Khang thì đang cố giữ bình tĩnh, quay lại nhìn Hải Băng, mặt lạnh lùng. Hết tập 10. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo.